kia có đền đáp hay không? Chắc chắn là không rồi. Vâng, cố tôi như vậy là đủ, nói chung 2-3 về trận là tuyệt vời rồi. Vâng, vẫn vẫn là xe ngây si thôi, nhưng vẫn phải dành những lời khích lệ dành cho tinh thần thi đấu của cặp đôi TT và Xuân Tư bên kia. Vâng, trận đấu chung kết quần quân đã thi thản rồi. Hai xe là quân bên mình và bên kia là Greg và Chosot, tuyệt vời. Vâng, Thứ và Tì đang rất cố gắng nhưng có lẽ từng đấy vẫn là chưa đủ. Phong Thủy cũng như cô đang thương nghiêng về bên phía cặp đôi và Xi Măng và Alonso. Vâng. Vâng, đây là bài Seng Xi Măng, một bài mà đang có đôi voi đưa về rồi, cũng như bãi quả đang rất gần nhà chính. Và Seng đang đánh bài tàu trận này, như vậy lượng gỗ sẽ dồn lên rất nhanh thôi. Bên kia cho Son và Greg, không biết rằng đối phương từ đây cái đấu pháp chỉ ra đây. Vâng, phải chăng là bài Châu Phù cho Son để chống lại những con giờ của Seng, hay là bài Greg đánh Châu Y để chống lại một bài anh Châu cung giờ giáp 4 đầu màu. Nói chung chiến thuật rất đa dạng, chúng ta vẫn phải hết sức dè chừng. Do Son và Greg đều là những đội quân cực kỳ tuyển trong Mapla. Bên kia khả năng Thứ và Titi đang lo ngại rằng 3-1 về kia không đủ thời lượng livestream hay chăng. Hội chiến thuật cũng như làm những nốt những tên phong thủy vòng phù phép. Vâng, một là ăn cả, hai là ngã về hai đều. Và bây giờ ngã không về không, ngã thì cũng về kiểu vâng, cũng chuẩn là về không thật. Vâng, hy vọng mọi người chúng ta cố gắng mỗi người một like một chia sẻ mọi người nhà chúng ta bước vào trận đấu chung kết. Vâng, cô sẽ thương nó khí thế hơn. Vâng, thực ra thì đấy là cái vấn đề phong thủy mà cô đã dạy em rồi. Vâng, kèo này cái chúng ta đang dự định xúc lên sáng thế như nào. Yes. Vâng, chung kết nào. Nhưng vậy cố gắng của Xuân Thứ và thì đã đủ, nhưng từng ấy là vẫn chưa đủ làm cô rủi lòng. Hai xem thôi xong, thôi xong. Vâng, như vậy Greg Yamato vân vân nói chút nó cũng khê hơn một chút. Vâng, phù phép khả năng về phải học hành câu thần chú. Bên kia là Pan Roman. Vâng, một cái bài mặc dù quân xấu nhưng bài Xi Măng đang mình đang cảm giác cực kỳ mắc bình rồi. Đôi voi đang nằm rất sát nhà chính, đang chờ đưa về, thậm chí là đang những bước dò thêm, ta có quyền hy vọng thấy thêm bãi quả. Vâng, hưu đầu rất gần, hưu đầu 7, một hưu rất dễ cho Xi Măng đưa về thôi. Vàng là vàng đẹp trong trận này và gỗ đầu cũng không phải là quá xa. 4 cây gỗ 75 đang rất cạnh nhà chính. Vâng, bên kia nghe bảo Thứ đang chất dần nữa thì phải, nguyễn chuẩn hay không. Theo thông tin mà mình đang bật hai tab báo về, Thứ đang chết dần. Vâng, chém vậy thôi, bây giờ quay lại bài này, bài cái này anh em đã nhìn nước dơm rất khê. Nhìn cái bài hưu đầu rất, nói chung đưa về vẫn tốt. Đồ ăn này vẫn chưa thấy thêm một ăn gì cả. Chúng ta cùng chuyển qua bài Alonso thôi. Alonso sợ là mình giao Alonso. Thực ra thì anh em bình luận hôm nay thì đều là cùng công ty cả, vậy thì mọi người chúng ta siêu nhau vậy thôi. Còn bài vở thì anh em hãy nhìn vào thực tế. Biết đâu đây. Vào cái ông hùng bên kia mà khả năng chuyển sang cái ban bên chuyên môn thổi kèn đám ma bên cái đội tang lễ thành phố. Cái khả năng cao cái cắt xê giả giống ấy phải là mỗi ngày phải là 4-5 lít, 6 lít, 7 lít. Đang thổi rất hay, rất nhiệt tình. Đôi voi bầy hưu đầu 4 con. Thấy thêm bầy hưu phụ, chúng ta vẫn cần quả ở thế nhà trận này ở khung. Sẽ kiểu mà kiểu một lờ trọng yếu Roman và chuyển ngoài chăng. Nói chung đây là cái cửa mà mình nghĩ là sáng nhất trong trận này rồi. Phải lên sớm, trọng yếu Roman cũng như về nhà quay à. Đôi voi bầu đầu 4 con. Vâng, đang là một chiếc pha dấu ép đầu của em thủ Alonso.
Hãy cùng chuyển qua máy của game thủ và Ngao Xô xem nào. À, Chí Mang xem nào. Vậy Chí Mang cũng đang có voi mọi người ạ. Bằng tất cả những gì mình gáy. Đặt cô thương thì phải. Và cô rủi lòng. Thấy thêm bãi quả. Đồ ăn kiểu hòm hòm cho bài Rick này rồi. Bằng biết đâu đấy pan bên kia là phải pan kiểu pan trọng 4 dân. Bằng chết thêm 2 dân là 6. Ăn 2 bị hưu rách lên đời, 2 bị hưu 4. Lên đời vâng vừa đủ khít thực lên đời. Không lên được sinh, không xin được giò, không lên công giáp. Nó đang là cái viễn cảnh tối ưu nhất chúng ta đang vẽ ra rồi. Ông ấy khuya rồi để cho khán giả người ta ngủ. Khổ bây giờ tầm 1 giờ đêm không còn gáy. Và mọi người đừng có nghe bên đấy cảm giác chói tai lắm. Hãy chuyển sang nghe em đi. Và âm thanh tình cảm mượt mà hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thiếu đi sự quyến rũ và những pha cực kỳ gợi cảm. Cắt dần dần quả. Vâng, mang sẽ ép kiểu bằng ép mắc binh bài này, ép tròn đồ thôi. Vâng, quả này đáng tiếc khi chỉ là quả 5 thôi. Vâng, đêm khuya rồi mà ông hùng này ông ấy vẫn đang còn hò hét các thứ. Gặp anh chị nào đang kiểu vâng bật loa lên nghe thì hàng xóm khả năng lại chèn vào. Cái tầm này hay diễn ra ở em thôi, thi thoảng em vẫn chèn vào những đường link, những tab khác, thi thoảng vẫn có những âm thanh khác nó lọt vào. Vâng, em thì thường xuyên vừa bình luận một tab, phần tab kia thì bật lên kiểu như là pornhub.com hay là vlxx.com, tất cả những cái tab ấy thì anh em chỉ xem gặp ở em thôi. Thi thoảng vẫn lọt vào những âm thanh làm cho anh em ta khoái cảm. BM và sẽ BL thôi. Ngoài Chí Mang đang kích lời khoảng tầm, có lẽ là nhiều gian ăn quả như này thì cũng khoảng tầm cuối 10. Nó rơi khoảng tầm 10 phút 50. Bắt đầu cắt dần dần vàng. Đang cho ép rất nhiều gian ăn quả. Ông như vậy vẫn xịt, vẫn sai rất một cơ số giây. Xô bên này sao? Xô cũng là đã lên đời 25 nông dân. Đang bỏ về bãi vàng rất kỹ trận này. Vâng, dường như có cái bóng con giò vừa sứt qua. Nhưng giò ba này của thứ vẫn chưa có giáp, vì vậy vẫn đang hơi rèn. Vẫn đang hơi cóng trong pha sọc giò khả năng cao tầm này đã có giáp rồi. Mọc về tham 24-52 đang thi đấu và nhốt được con giò của màu 6 game thủ TT. Bà và T trận này gầm pan. Tạm thời thì những cơ sở làm ăn của Chí Mang có lẽ vẫn đi rồi. Ta đi bao quát mát. Ngoài pan đang thừa nguyên hai cái quả. Khả năng cao mỗi cái quả khoảng tầm 30 thực thôi. Quan trọng chúng ta nhốt con giò thì những tên dân loa của Chí Mang tạm thời sẽ xong. Xô bên này bảo vệ cũng đang nhốt được con giò của game thủ màu 3 Xuân Thư, người cặp pa Roman trong trận này. Zomi Yamato thì mình nghĩ rằng Rom tầm này đang có khoảng tầm 2 nhà PP trước cửa hay không? Bằng đi giò P thôi.